Sau một loạt vụ việc đau lòng liên quan đến phụ nữ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, bản thân những người phụ nữ đang làm dâu xứ người suy nghĩ và có quan điểm ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một vài ý kiến của các cô dâu Việt tại Hàn Quốc. Phụ nữ di Hàn có cái quyền lợi rất là đặc biệt, đó là phụ nữ di Hàn khi mà có chồng rồi họ không cần phải đi làm để lo xoay sở gia đình, tại vì người chồng sẽ đảm đang lo kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con. Người vợ là chịu trách nhiệm lo cho chồng, lo cho con và phụ trách nhiệm chăm sóc gia đình. Khi mà người đàn ông Hàn đánh người phụ nữ Hàn, vợ thì sẽ được luật pháp xử theo luật pháp. Và để phòng chống bạo lực và lạm dụng đối với phụ nữ thì theo như tôi nên đẩy mạnh các công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tập huấn các kỹ năng cho chị em để họ biết cách phòng tránh bạo lực. Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan chức trách sẽ tăng cường hỗ trợ và giúp đỡ phụ nữ ở nước ngoài, và tôi cũng nghĩ là cần thiết phải có một cơ chế xã hội bảo vệ cho phụ nữ. Thì hiện tại ở Hàn Quốc cũng có các cơ quan chức trách cũng rất là quan tâm đến phụ nữ nước ngoài, ở các thành phố lớn đều có những trung tâm hỗ trợ gia đình đa nhân hóa, trung tâm hỗ trợ người nước ngoài, phụ nữ di trú. Tôi mong muốn là cái cơ chế bảo vệ phụ nữ cần phải được thành lập dựa trên nền tảng là bình đẳng nam nữ, và thứ hai nữa là cũng chú trọng cung cấp các thông tin cho chị em và cố gắng tạo các công ăn việc làm hỗ trợ cho chị em gia đình đa văn hóa. Về cái thứ hai nữa là bản thân tôi nghĩ là để tránh được các trường hợp rủi ro như vậy thì về mặt chủ quan thì chính chúng ta, những chị em phụ nữ cần phải tự trang bị các kiến thức và thông tin cho bản thân mình để tránh các trường hợp bị lợi dụng và hãm hại như vậy.